Em xin chào anh em. Sau 2 ngày đi tam đảo về thì anh em nhìn em biết. Một phát chút bên trái đấy, hai phát cùi chỏ bên trái đấy. Đây là do em ngã chứ không phải vợ em đánh. Có bảo vợ đánh nào. Đây là em ngã. Sau 12 năm thì lấy vợ sinh con thì em cũng xin gửi đến anh em một lời khuyên chân thành nhất là ra đường thì đàn ông thì thằng nào chả thích gái xinh. Về nhà nhìn thấy vợ mình không khác gì con tinh tinh. Thế nhưng mà thôi thì cơm nhà thì nó mới ấm êm được anh em ạ. Mà cuộc sống thì đúng là luôn luôn phải vợ là số 1, bồ là số 2, vợ là số 1 anh em ạ. Mình không có bồ bịch gì cả nên bồ mình nó không thể là số 2 được. Vợ lúc nào nó cũng tuyệt vời nhất anh em ạ. Tuyệt vời lắm luôn anh em ạ. Thiếu mấy câu khen vợ nữa. Em xin thông báo với anh em một câu cuối cùng. Vợ nó luôn luôn nó điều tuyệt vời nhất. Vợ nó luôn luôn nó điều tuyệt vời nhất. Được chưa? Em chào anh em.